Xin mời quý sư, quý thầy và các anh chị đến đây cùng thầy. Quý thầy, bây giờ anh chị nhờ cái việc thần đến Chúa nói hãy để trẻ đến với thầy. Các anh chị đang trở nên cảm thay và con tin của Chúa Giêsu nghe từ cuộc đời. Để đưa các em đến với Chúa qua việc học giáo lý, xin anh tha thứ thần đến và cầu nguyện. Và giờ đây nhân dân giáo hội, anh chị hãy mạnh mẽ nói lên quyết tâm của mình qua lời kinh thánh. Thank you.